Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu một lô đất có tổng diện tích là 1,3 ha. Đất của mình thì nằm tại xã Đắc Dung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Trên đất của mình thì đang được trồng cà phê. Ngoài ra thì chủ nhà có xen canh thêm 80 cây sầu riêng. Sầu riêng này của mình thì trồng được hơn 1 năm tuổi, nhưng mà loại giống là gốc thứ hai nha mọi người, nên là cây nhìn rất là chắc chắn. Trên đất thì có xen theo một vài trụ tiêu nữa. Toàn bộ cái chất đất ở đây thì đều là đất đỏ ba gian tơi xốp. Từ vị trí lô đất của mình mà đi ra đến trường học Bách Hóa Xanh thì nó rơi vào khoảng 3 cây rưỡi. Đường xá thì di chuyển thuận tiện, ô tô vào được tận nơi. Cái thế đất của mình ở phía trên này thì tương đối bằng phẳng nha mọi người, còn lùi xuống dưới thì là thoải đều. Về cái nguồn nước của mình thì là có một cái con suối có thể hiện ở trong sổ. Suối này thì nhỏ thôi nhưng mà quanh năm không bao giờ hết nước, mọi người có thể múc một cái ao ở dưới đấy. Cái chất đất là đất đỏ ba gian nên là trồng cây gì cũng rất là tốt nha mọi người. 80 cây sầu riêng này của mình thì được trồng xen vào với cà phê. Sầu riêng này của mình là trồng được khoảng năm nhất thôi, nhưng mà cái gốc cây thì là gốc giống năm thứ hai, nên là cây nhìn rất là chắc chắn nha mọi người. Mình nói một chút về vấn đề pháp lý của lô đất này nha mọi người. Diện tích bên ngoài của mình là được 1,3 ha, trong sổ của mình thì là được 9 sào 6. Trong sổ thì có thể hiện suối rất là đẹp. Cà phê ở trong vườn thì mình thấy tương đối đều nha mọi người. Với cái giá cà phê hiện tại là bây giờ là khoảng 70.000 đồng trên một ký nhân. Thì cái lô cà phê này của mình thì đến cuối năm thì có thể là thu hoạch tương đương là 2 tấn cà phê nha mọi người. 2 tấn nhân thì tương đương với giá là gần 150 triệu. Cà phê này của mình thì còn khoảng vào 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nữa là bắt đầu vào thu rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay cái khu vực dân cư ở ngoài trường chợ Bách Hóa Xanh cho mọi người xem. Đây là chợ và Bách Hóa Xanh của Ủy ban Nhân dân xã Nâm Nờ Giang nha mọi người. Dân cư tập trung rất là đông đúc, phía xa xa của mình kia là thị trấn Đức An. Chỗ mọi người nhìn thấy mấy cái điện gió đấy là thị trấn nha. Từ lô đất của mình mà đi ra đến thị trấn thì nó rơi vào khoảng 10 cây số. Ngoài đấy thì cũng là đường quốc lộ 14, đường di chuyển Bắc Nam. Cái giá của lô đất này so với thị trường hiện tại và giá cả của những cái khu vực ở đây thì lô đất này đang có giá rẻ hơn rất là nhiều nha mọi người. Tại vì chủ nhà người ta kẹt tiền nên là người ta mới bán theo giá này. Ở Đắk Nông này thì mình thấy được cái thời tiết rất là thích hợp. Thời tiết ở đây thì mình thấy rất là mát mẻ. Nhiệt độ trung bình ở đây thì nó chỉ chênh lệch so với Đà Lạt khoảng từ 2 đến 3 độ C thôi. Dân cư thì ở xung quanh lô đất của mình thì có khoảng 3 đến 4 nhà. Trên lô đất của mình thì cũng có một cái chòi nhỏ nữa. Cái chòi đấy thì chỉ đủ che mưa che nắng thôi. Mình sẽ đổi góc máy xuống dưới thấp hơn để cho mọi người nhìn rõ cái thế đất. Từ cái khu vực mà cà phê ở phía bên trên trải đều xuống phía bờ suối nha mọi người. Ở cái khu vực cà phê ở phía bên trên ấy, thì đất nó bằng hơn, còn lùi xuống dưới thì nó thoải đều xuống phía bờ suối nha mọi người. Cái khu vực cà phê đất bằng mà mình nói là ở đây, còn bên dưới kia là có cái chòi nhỏ. Nói chung là cái chòi đấy thì chỉ đủ che mưa che nắng thôi, chòi người ta làm tạm bợ để đi làm người ta nghỉ trưa ở lại. Với cái giá cà phê hiện tại thì nếu như còn giữ được cái giá này thì mọi người chỉ cần thu hoạch trong vòng 2 năm đến 3 năm thì mình sẽ thu hồi vốn. Ngoài ra thì mọi người có thể trồng thêm sầu riêng vào trong đất. Thì khi đấy thì cái sầu riêng của mình lớn thì mình cũng sẽ mang lại một nguồn thu tương đối cao. Mọi người xem lại cái chất đất của mình nhé. Toàn bộ chất đất thì đều là đất đỏ ba gian tơi xốp, không có một viên sỏi đá nào. Cái lô đất này mà để canh tác nông nghiệp thì mình thấy rất là phù hợp. Mình nhắc lại một số thông tin của lô đất cho mọi người nhé. Là tổng diện tích của mình là được 1,3 ha. Trong đó thì mình đã có sổ được 9 sào 6. Cái nguồn cung cấp nước của mình là có một con suối có thể hiện ở trong sổ, cách trường, chợ, ủy ban, khu vực dân cư thì khoảng 3 cây số, 3,5 cây số. Trên đất thì đang được trồng cà phê, ngoài ra thì có xen thêm 80 cây sầu riêng. Đường xá thì di chuyển ô tô vào tận nơi nha mọi người. Cách quốc lộ 14, trung tâm thị trấn Đức An khoảng 10 cây số. Vừa rồi thì mình đã cung cấp đầy đủ thông tin của lô đất cho mọi người rồi. Lô đất này thì mình quay tương đối kỹ nha mọi người, nên là cái phần sau của video còn rất là dài. Mình cũng không biết nói thêm gì nữa, mình chỉ biết nói đến đây thôi. Mọi người tiếp tục xem video cùng mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Sổ thì mình sẽ để ở cuối video. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình qua hai số điện thoại ở góc bên phải màn hình. Mình có một lưu ý cho mọi người là mọi người ưu tiên gọi số bên trên trước nhé. Mọi người tiếp tục xem video cùng mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nếu như còn thời gian thì mọi người có thể xem thêm một số video khác ở trong kênh của mình.
đăng đăng ký kênh để nhận những video sớm nhất nha mọi người.